Cô Liên ơi, sao cô ngồi đây làm gì vậy? Người ta đi qua, người ta lại bảo là bà đối xử với cô như này như kia. Đi vào nhà đi, sao ngồi đây? Bà anh chiếu vào bẩn hết rồi. Thằng Sơn, người ta ở trong nhà thì thằng Sơn nó không cho làm thì nó đuổi ra đây. Thì cứ đi vào nhà đi. Người ta phải ra đây cái gì nữa. Thế thôi, người ta đi qua người ta lại bảo bà như này như kia với cô, bảo đối xử tệ với cô này nọ. Thôi đi vào đi. Không phải tệ, nhưng mà bây giờ ấy là bà ấy nhận được thằng con rơi rồi. Nhưng mà đi lại đây cô bảo. Thì cô cứ nói đi, cháu còn đi công việc chứ bây giờ cô cứ nói cháu nghe đấy. Mình cứ ngồi đây cô nói cho mà nghe. Đây làm sao? Bây giờ nhá, cô bàn với cháu một cách như này nhá. Nói đi. Là về bảo mẹ bà ấy là đừng có nhận cái thằng con rơi ấy. Ơ này, mày cứ nghe bà ấy là nhận nó xong rồi về sau này là nó về là nó chiếm hết đất đai ấy. Không phải việc của cô đâu mà cô nói như thế. Không phải việc của cô nhưng mà cô nói thật đi. Trả nợ hết cho anh Đức đi kìa. Xong rồi đến lúc đấy thì nói chuyện sau. Còn cô đấy suốt ngày nợ nần đấy, xong bây giờ lại nói với cháu. Bây giờ nó là thằng con rơi của bà rồi, tao không có giả. Cứ đòi vậy đòi nữa, tao chả có giả. Anh lại đánh cho lại bảo chuẩn bị là cậu của cháu rồi đấy. Ừ, cậu của mày đấy, nó là em chồng của tao đấy. Nhưng mà tao cũng chả có tiền nó giả nữa. Bây mà việc của cháu rồi, còn giết tao thì cũng chả có. Ừ, đánh lô suốt ngày, kéo chúng tao không trả nợ người ta. Sáng ngày này đánh tao, giờ tao ốm, tao chả có đi làm ruộng nữa. Có chuyện gì thì nói nốt đi. Đấy mày cứ đừng có nghe bà mà bảo là nhận cái thằng con rơi đấy, bảo cả thằng Sơn ấy, đừng có nhận là tốt chứ sao, mọi người mừng chứ sao. Bây giờ đấy con thất lạc của bà bao nhiêu năm như thế, bây giờ bà già rồi nhận được con chẳng không thích à. Con nói với mày cho bà thôi, còn kiểu làm sao. Nếu ấy mà cứ nhận nó ấy, về sau này ấy, chúng mày không có chỗ mà ở đâu, không có chỗ mà chui đâu. Nhà thì đang xây rồi, bảo không có chỗ mà ở, cô bị điên. Nó về mà chiếm, nó bảo nó con của bà đấy. Mà việc của cô, việc của cô đấy, cô nói. Chả việc của tao, nhưng mà tao cũng thấy vậy thì tao nói vậy thôi, còn nghe không nghe thôi. Tao không nói chuyện với mày. Người ta đi ra đi vào. Nặng hay không, đây là quyền của tao nhá. Quyền cái gì, nhưng mà người ta nói bà. Thằng Sơn đi rồi, thì là tao phải ra đây tao nằm. Nằm đấy cho thiên hạ người ta biết là thằng Sơn nó có tốt với tao hay không. Làm gì anh làm gì mà không tốt với cô, mọi người đều tốt với cô nhưng mà chẳng qua là cô đối xử như nào thôi. Đuổi ra đây tao đối xử vậy, đuổi thì cô phải như nào thì mọi người mới như thế với cô. Chứ suốt ngày nợ nần chả không người ta đánh cho, suốt ngày trốn ấy. Tao sống như vậy đấy. Ưa được thì ưa, không ưa được thì tao cũng cứ ra đây tao ở. Mai kia tao bảo bà cô ấy cho tao cái nhà bé đây tao ở tạm vậy. Cô được. Bị mơ à? Nói cái kiểu gì vậy? Mơ thì mơ ấy. Cái gì mà chả mơ. Bây giờ không có nhà thì tao xin bà có cái nhà để không đấy, tao xin bà ấy tao ở đấy cũng được. Làm còn có bà ấy cho mà ở. Nó đi nghe thằng Đức xong nó đuổi tao ra đây này. Thế cô phải như thế nào chứ trời ơi. Bây giờ bà nhận được con là mọi người đều mừng rồi ấy, còn cô ấy sao cô cứ làm sao, cô cứ ngược lại làm sao vậy? Béo như cái thằng con rơi ấy mà phỉ nhỉ. Con rơi thì con chả của bà bảo con rơi. Nó có phải là con của mình hay không hay là nó giả mạo vậy? Ai làm gì mà giả mạo bây giờ? Mấy chục năm nay rồi mình bảo là nhận. Bây giờ mới nhận được nhau. Trời ơi, cô nói kiểu gì thật mất quan điểm ấy. Bây giờ thôi muộn chiếu vào đi vào nhà đi, rồi người ta đi qua đi vào ấy. Xong là mấy cái chú thợ thì mấy chú ấy bảo là sao lại bà Liên bà lại ra đây ngồi hay là bà lại đuổi ra đây. Đấy tao cho bà chứ. Tao cứ bảo là bà với thằng Sơn đuổi ra đây đây. Tao cứ bảo vậy đi. Xem này là mà sao? Có ai đuổi cô ra đây đâu. Đấy là cô tự nguyện cô ra chứ ai đuổi cô. Chả đuổi tao ra đây à? Làm gì cô à? Thằng Sơn mày về hỏi thằng Sơn đi. Ờ sao thằng Sơn lại biết? Đuổi ra đi đây. Làm gì có mà anh đuổi. Mày đi làm mày có ở nhà đâu mày biết. Mà cô như nào thì anh vẫn đuổi cho đủ cô đuổi đi được. Mà đi ra chỗ khác mà ngồi, tự nhiên ngồi, ngồi đầu làng làm sao? Tức ngồi chỗ nào thì quyền tao chứ mày giữ được tao à? Ngồi đây người ta nói oan cho bà ấy, cứ bảo là oan cái gì thật nói là có thật bà đây. Đuổi cô này nọ mà rõ ràng là bà tao đi làm cô ruộng về cần không cho ta ăn xong là cần đuổi ta ra đây thì ta ốm cần đuổi ta làm ra đây làm ruộng thật luôn. Cô mà làm ruộng cháu cho cô ăn ngày ba bữa luôn ý. Cái sáng ngày ta đi làm ruộng đấy chứ làm gì có à? Cô hỏi cả làng xem có phải là tao đi làm ruộng không. Nắng chang chang nên người ta làm đồng từ bao giờ rồi, bây giờ một mình ra đấy mà làm cái gì. Cô muộn chiếu bà đi, cháu cần đi về đi làm mới tưởng nói cái gì, nói mấy cái chuyện vớ vẩn. Vớ vẩn chiếu bà đi về đi. Kệ tao. Cháu về nó đi làm, không có ngồi đấy phát mục cả lên.